Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Điều này thể hiện sự nghiêm minh cũng như rất nhân văn, đưa việc có lên, có xuống, có vào, có ra, dần trở thành việc làm bình thường trong công tác cán bộ. Đây là nội dung được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt tại hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Cụ thể, sáng ngày 9 tháng 7, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, cùng chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, được quán triệt trong hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Quán triệt nội dung quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: đối với đảng viên, đạo đức là gốc và là nền tảng của người cách mạng. Nhiều chỉ thị, nghị quyết xây dựng đảng về đạo đức đã được ban hành, thể hiện tư duy mới. Trong đó, Đại hội Đảng lần thứ 12 lần đầu tiên đưa công tác xây dựng đảng về đạo đức ngang hàng với xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng. Đến Đại hội Đảng lần thứ 13, một lần nữa Đảng nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện cả về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và cán bộ. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây là tư duy rất mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư Trung ương, ủy viên Trung ương Đảng đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, những hành động cụ thể với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo. Nhiều cán bộ, đảng viên là tấm gương mẫu mực trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và chiến đấu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số bất cập như công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thực sự mẫu mực, cá biệt có một bộ phận cán bộ đảng viên phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thậm chí cán bộ đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao do Trung ương quản lý. Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên nhân căn bản của hạn chế tồn tại trên là do sự thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên. Từ đó đòi hỏi cần có chế tài, hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh, song song với biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện mang tính phòng ngừa tích cực. Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ Đại hội lần thứ 11, lần thứ 12 và lần thứ 13, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách rất quyết liệt thể hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Minh chứng rõ nét là các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm một số vụ án tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan hành vi sai trái diễn ra từ những năm trước và cả sai phạm mới phát sinh, khởi tố nhiều cán bộ cao cấp, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của một số địa phương. Điểm mới là từ khởi tố ban đầu về hành vi phạm tội về kinh tế, cơ quan điều tra đã đi sâu làm rõ bản chất vụ án, khởi tố hành vi vi phạm về tham nhũng, tạo bước tiến mới trong phát hiện, xử lý, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, khi Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra dư luận xã hội thì trên 83% cán bộ, đảng viên, nhân dân khi được hỏi đều đồng tình phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn phân công, phụ trách. Bên cạnh đó, phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Điều này thể hiện sự nghiêm minh cũng như rất nhân văn, đưa việc có lên có xuống, có vào có ra trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp. Trong đó, các cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều cán bộ diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý, thể hiện tinh thần kiên quyết, nghiêm minh và tinh thần này được thể hiện từ trung ương xuống địa phương. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Từ đó thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước. Quy định 144 quy định 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gồm yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.
Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm, các địa phương đã kỷ luật 66 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý hình sự, kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác với 172 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Thông tin được công bố tại hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh diễn ra ngày 8 tháng 7. Cụ thể, ngày 8 tháng 7, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 6 tháng hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật, toàn diện của Ban chỉ đạo cấp tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng quán triệt quy định số 132 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Sau đó, hội nghị thảo luận về những kết quả đã đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024, nêu những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Có thể khẳng định, trên nóng, dưới cũng đang nóng. Đồng thời nhấn mạnh 6 tháng đầu năm, các địa phương đã kỷ luật 66 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý hình sự, kịp thời cho từ chức miễn nhiệm, bố trí công tác khác với 172 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Trong số cán bộ cho từ chức miễn nhiệm, bố trí công tác khác nói trên có 2 trường hợp diện Trung ương quản lý, 34 trường hợp diện Ban Thường vụ tỉnh, Thành ủy quản lý. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh cũng chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kể cả những vụ việc tồn đọng kéo dài liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của địa phương. Nhờ đó, các cơ quan tố tụng địa phương đã khởi tố mới 444 vụ án với 1.242 bị can về tội tham nhũng, tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu, tất cả 63 tỉnh thành đều có vụ khởi tố mới. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 107 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý. Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan địa phương đã chuyển 124 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định. Chuyển 21 vụ việc liên quan sai phạm của cán bộ đảng viên đến Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý. Đáng chú ý, công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ cao. Một số địa phương có vụ án thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ 100% như Điện Biên, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Hòa Bình, Nghệ An. Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý, còn một số tồn tại, hạn chế như vẫn còn ban chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc chưa đảm bảo yêu cầu. Hiện còn 183 vụ án, vụ việc cấp độ 3 và các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương chưa được chỉ đạo xử lý dứt điểm, trong đó có vụ việc từ năm 2015. Công tác giám định, định giá tài sản trong một số vụ án vẫn chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ điều tra xử lý vụ án, vụ việc. Giá trị tài sản tham nhũng phải thu hồi còn tồn đọng lớn, trong đó nhiều địa phương tỷ lệ thu hồi đạt dưới 10%. Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, đó là cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương. Trong đó, các tỉnh Yên Bái, Đồng Nai, thành phố Hà Nội cần chỉ đạo hoàn thành, kiểm tra với các dự án, gói thầu liên quan đến công ty AIC. Các tỉnh, thành phố cần rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại các địa phương mình. Điều tra, xử lý hành vi né tránh, từ chối giám định, định giá tài sản, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc như Ban chỉ đạo Trung ương giao và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo như các vụ Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm, các vụ án, vụ việc liên quan đến các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trưởng Ban Nội chính thông tin, việc này để góp phần phục vụ công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dứt khoát, không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, không bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.
Đồng thời, yêu cầu khẩn trương kết luận giám định, định giá liên quan đến các vụ án vụ việc thuộc Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo như thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Địa ốc Sài Gòn, các tỉnh thành Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình phải khẩn trương kết luận giám định, định giá liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trẻ. Trong phiên chất vấn vào sáng ngày 5 tháng 7, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, hai đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã nêu câu hỏi chất vấn đối với Giám đốc Sở Nội vụ về tình trạng của cán bộ e dè, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh. Theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Yến, tại báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tuy nhiên, một trong những hạn chế khó khăn trong quá trình điều hành, phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố là việc phản ứng chính sách, tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách của địa phương đôi lúc còn chậm, xuất hiện tình trạng e dè, thận trọng trong thực thi chính sách. Đại biểu Yến đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ cho biết có hay không tình trạng cán bộ công chức e dè, thận trọng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong thực hiện trách nhiệm được giao và giải pháp để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý vấn đề này. Cùng vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Dũng hỏi Sở Nội vụ có đi kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng cán bộ công chức đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm chưa, có xử lý ai chưa? Trả lời chất vấn của đại biểu, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, trong năm 2023, Sở Nội vụ đã có tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan báo cáo đánh giá vấn đề này. Sở đã tổng hợp báo cáo của các sở, ngành cho thấy không có cán bộ năng lực yếu kém, sợ trách nhiệm, đùn đẩy. Tuy nhiên, căn cứ kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 còn nhiều hạn chế như tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, giải ngân đầu tư công chậm. Theo Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, còn hạn chế này thì còn trách nhiệm của cán bộ công chức. Ông Tha nhận thấy vẫn còn tình trạng e dè, sợ trách nhiệm, không dám làm. Ông Châu Việt Tha cho rằng nguyên nhân khách quan xuất phát từ các quy định pháp luật chưa đồng bộ, chưa kịp thời như lĩnh vực đất đai, đấu thầu, đầu tư nên cán bộ còn ngán ngại. Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đó là cán bộ công chức chưa năng động tham mưu đề xuất những nhiệm vụ mà ủy ban giao. Về giải pháp đẩy lùi tình trạng cán bộ không dám nghĩ, không dám làm, e dè sợ trách nhiệm, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Sở đã triển khai một số giải pháp, trong đó Sở đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến nội dung này. Sở cũng ban hành kế hoạch về kiểm tra hoạt động công vụ. Sắp tới, Sở tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải pháp đó là cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đạo đức công vụ, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ, qua đó điều chuyển, điều động những cán bộ ngại va chạm, không dám đề xuất, không dám tham mưu. Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ trả lời, đại biểu Nguyễn Văn Dũng nói báo cáo của các sở ngành thì không có cán bộ né tránh đùn đẩy, nhưng Giám đốc Sở lại nói còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm, vậy thì Giám đốc phải chỉ rõ là ai, ở đâu. Đại biểu Dũng đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ có báo cáo bằng văn bản về vấn đề này gửi về Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Việc này cũng được chủ tọa kỳ họp nhắc lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.